đến hay lại lên. Chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Những anh em đam mê lịch sử có lẽ đều biết rằng Tổng Bí thư Lê Duẩn là một trong những người có sự cảnh giác cao độ và thái độ cứng rắn với Trung Quốc nhất. Có thể nói, nhờ vào tầm nhìn của Lê Duẩn mà nước Việt Nam mới có thể tồn tại và phát triển được trong thế kỷ 20, mặc dù ở sát nách và phải đối mặt với sự nhòm ngó 24/24 của Bắc Kinh. Ở cương vị của một Tổng Bí thư, hẳn nhiều người vẫn nghĩ rằng Lê Duẩn sẽ vẫn giữ kế, thể hiện sự ôn hòa khi phát biểu các vấn đề ngoại giao công khai về Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả đã phải sửng sốt khi đọc được bài nói chuyện của Tổng Bí thư khi bàn về bọn bành trướng Bắc Kinh năm 1979 mới được báo chí công khai trong khoảng thời gian gần đây. Trong khuôn khổ video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dẫn lại nguyên văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn vào năm 1979. Thông qua tài liệu này, chúng ta có thể phần nào hiểu được tầm nhìn và các phương hướng đối phó của các lãnh đạo đảng và nhà nước trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn của đất nước, đặc biệt là khi kẻ thù mới lại là người được coi là đồng chí, đồng minh bấy lâu nay. Qua đó chúng ta cũng thấy được tinh thần cảnh giác của lãnh đạo và nhân dân ta đối với láng giềng phương Bắc dù trong mọi hoàn cảnh. Nói chung, sau khi chúng ta đánh bại Mỹ, không đế quốc nào dám đánh chúng ta nữa. Chỉ có những người nghĩ rằng họ vẫn có thể đánh chúng ta và dám đánh chúng ta là những kẻ phản động Trung Quốc. Nhưng người dân Trung Quốc hoàn toàn không muốn thế. Tôi không biết những kẻ phản động Trung Quốc này sẽ tiếp tục tồn tại thêm bao lâu nữa. Tuy nhiên, miễn là họ tồn tại thì họ sẽ tấn công chúng ta như họ vừa thực hiện, nghĩa là vào đầu năm 1979. Nếu chiến tranh đến từ phương Bắc thì các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa sẽ trở thành cơ sở cho toàn bộ đất nước. Các tỉnh này tốt nhất là các căn cứ mạnh nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất. Vì nếu vùng Đồng Bằng, Bắc Bộ tiếp tục là vùng liên tục căng thẳng thì tình hình sẽ rất phức tạp. Vấn đề không đơn giản chút nào. Nếu không phải là người Việt Nam thì sẽ không có người nào đánh Mỹ. Bởi vì lúc Việt Nam chiến đấu chống Mỹ, cả thế giới còn lại đều sợ Mỹ. Mặc dù Trung Quốc đã giúp Bắc Triều Tiên chỉ với mục đích là bảo vệ sườn phía Bắc của họ. Sau khi cuộc chiến kết thúc ở Triều Tiên và khi áp lực lên Việt Nam, Chu Ân Lai lại nói rằng nếu Việt Nam tiếp tục chiến đấu thì sẽ phải tự lo liệu. Ông ta sẽ không giúp thêm nữa và gây áp lực với chúng ta để ngừng chiến đấu. Khi chúng ta ký Hiệp định Geneva, rõ ràng là Chu Ân Lai đã chia đất nước ta làm hai phần. Sau khi nước ta bị chia thành hai miền Nam Bắc như vậy, một lần nữa ông ta gây sức ép lên chúng ta. Không được làm gì đối với miền Nam Việt Nam. Họ ngăn cấm chúng ta đứng lên chống lại Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ hậu thuẫn. Nhưng họ, người Trung Quốc, không thể làm gì để ngăn cản chúng ta. Khi chúng ta ở miền Nam và chuẩn bị cho chiến tranh du kích ngay sau khi ký Hiệp định Geneva, lúc đó Hoàng thân Souphanouvong, chủ tịch của Lào từ năm 1975 đến 1986, bị phe phản động bắt giữ. Lào có hai tiểu đoàn bị bao vây lúc đó. Hơn nữa là họ vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu. Tôi đưa ra quan điểm của tôi là Lào phải được phép tiến hành chiến tranh du kích. Tôi mời Trung Quốc đến và thảo luận về vấn đề này với chúng ta. Tôi nói với họ, các đồng chí, nếu các đồng chí tiếp tục gây áp lực với Lào bằng cách này thì lực lượng của họ sẽ hoàn toàn tan rã. Bây giờ họ phải được phép tiến hành chiến tranh du kích. Trương Văn Thiên, người trước đó là Tổng Thư ký Đảng Cộng sản Trung Quốc và sử dụng bút danh là Lạc Phú, trả lời tôi. Vâng, các đồng chí, điều các đồng chí nói đúng. Hãy để chúng tôi cho phép tiểu đoàn đó của Lào đảm nhiệm chiến tranh du kích. Ngay lập tức, tôi hỏi Trương Văn Thiên. Các đồng chí, nếu các đồng chí cho phép Lào gánh vác chiến tranh du kích thì không có gì phải sợ việc phát động chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam. Điều gì làm cho các đồng chí sợ đến nỗi các đồng chí ngăn cản hành động như thế? Ông ta, tức là Trương Văn Thiên đã nói, không có gì phải sợ. Trương Văn Thiên đã nói thế, tuy nhiên Hồ Quỳ, đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam lúc đó, đã ngồi ở đó và nghe điều đã nói. Ngay lập tức ông ta điện cho Trung Quốc, báo cáo điều Lê Duẩn và Trương Văn Thiên đã nói. Ngay lập tức, Mao trả lời, Việt Nam không thể phát động chiến tranh du kích ở miền Nam. Việt Nam phải nằm chờ trong một thời gian dài. Chúng ta rất nghèo, làm sao chúng ta có thể đánh Mỹ nếu không có Trung Quốc làm căn cứ hậu tập? Nên chúng ta phải nghe theo họ, đúng không? Tuy nhiên chúng ta đã không đồng ý, chúng ta đã bí mật tiếp tục phát triển lực lượng. Khi Ngô Đình Diệm kéo lê máy chém khắp miền Nam Việt Nam, chúng ta đã ban hành lệnh thành lập lực lượng quân chúng để chống lại lệnh đã được lập và nắm quyền từ chính phủ Diệm. Chúng ta đã không chú ý đến Trung Quốc. Khi cuộc nổi dậy giành chính quyền bắt đầu, chúng tôi đi Trung Quốc để gặp Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình. Đặng Tiểu Bình đã nói với tôi, đồng chí, bây giờ sai lầm của đồng chí đã xảy ra rồi. Đồng chí chỉ nên đánh ở mức trung đội trở xuống,
đó là áp lực mà họ đã áp đặt lên chúng ta. Tôi nói với Trung Quốc, vâng vâng, tôi sẽ làm điều đó, tôi sẽ chỉ chiến đấu ở một mức trung đội trở xuống. Sau khi chúng ta chiến đấu và Trung Quốc nhận ra rằng chúng ta có thể chiến đấu hiệu quả, đột nhiên Mao có suy nghĩ mới. Ông ta nói rằng, vì Mỹ đánh chúng ta, ông ta sẽ đưa quân đội Trung Quốc đến giúp chúng ta xây dựng đường xá. Mục tiêu chính của ông ta là tìm hiểu tình hình đất nước, để sau này ông ta có thể tấn công chúng ta và từ đó mở rộng xuống khu vực Đông Nam Á. Không có lý do nào khác. Sau đó Mao Trạch Đông bắt chúng ta phải nhận 20.000 quân của ông ta đến xây một con đường từ Nghệ Tĩnh vào Nam Bộ. Thuật ngữ tiếng Việt chỉ miền Nam Việt Nam. Tôi từ chối. Họ tiếp tục yêu cầu nhưng tôi không nhượng bộ. Họ gây áp lực với tôi, cho quân của họ vào nhưng tôi đã không chấp thuận. Họ tiếp tục gây sức ép nhưng tôi vẫn không chịu. Tôi đưa ra những ví dụ này để các đồng chí thấy họ có âm mưu cướp nước ta từ lâu và âm mưu đó ác độc như thế nào. Sau khi Mỹ đưa hàng trăm ngàn quân vào miền Nam Việt Nam, chúng ta đã phát động cuộc tổng tấn công vào năm 1968 để buộc họ giảm leo thang. Để đánh bại Hoa Kỳ, một điều cần phải biết là làm thế nào để họ từ từ giảm leo thang. Đó là chiến lược của chúng ta. Chúng ta chiến đấu chống một kẻ thù lớn, kẻ thù với dân số là 200 triệu người và thống trị thế giới. Nếu chúng ta không thể làm cho họ giảm leo thang theo từng bước thì chúng ta sẽ thất bại và không thể tiêu diệt kẻ thù. Chúng ta phải đấu tranh để làm nhụt ý chí họ, để buộc họ phải đi đến bàn đàm phán với chúng ta mà không cho phép họ đưa thêm quân. Đến lúc họ muốn thương lượng với chúng ta, Huawei đã viết một bức thư cho chúng tôi và nói rằng: các ông không thể ngồi xuống đàm phán với Hoa Kỳ, các ông phải đưa quân Mỹ vào miền Bắc Việt Nam để đánh với họ. Ông ta gây áp lực với chúng tôi cách này, làm cho chúng tôi bối rối vô cùng. Đây không phải là vấn đề hoàn toàn đơn giản, rất là mệt mỏi mỗi khi tình huống như thế phát sinh với Trung Quốc. Trung Quốc đã trao đổi nhiều với Mỹ và ép buộc chúng ta phục vụ như là một con bài để mặc cả theo cách này. Khi người Mỹ nhận ra rằng họ đã thua trận, ngay lập tức họ sử dụng Trung Quốc để tạo điều kiện rút quân ở miền Nam Việt Nam. Nixon và Kissinger đã đến Trung Quốc để thảo luận về vấn đề này. Trước khi Nixon đi Trung Quốc, mục đích chuyến đi của ông ta là giải quyết vấn đề Việt Nam bằng cách đó, để phục vụ lợi ích của Mỹ và giảm bớt thất bại của Mỹ, cũng như cùng lúc cho phép ông ta lôi kéo Trung Quốc về phía Mỹ. Chu Ân Lai đã đến gặp tôi. Chu Ân Lai nói với tôi, lúc này Nixon đến gặp tôi chủ yếu là thảo luận về vấn đề Việt Nam. Do vậy tôi phải đến gặp đồng chí để thảo luận điều đó với đồng chí. Tôi trả lời, đồng chí có thể nói bất cứ điều gì đồng chí thích, nhưng tôi không nghe theo đồng chí. Đồng chí là người Trung Quốc, tôi là người Việt Nam. Việt Nam là của tôi, đất nước của tôi, hoàn toàn không phải của các đồng chí. Các đồng chí không có quyền nói về vấn đề Việt Nam và các đồng chí không có quyền thảo luận các vấn đề đó với Mỹ. Hôm nay các đồng chí, chính tôi sẽ nói với các đồng chí điều mà thậm chí tôi chưa hề nói với Bộ Chính trị, rằng đồng chí đã nêu ra vấn đề nghiêm trọng và vì thế tôi phải nói. Năm 1954, khi chúng tôi giành chiến thắng tại Điện Biên Phủ, tôi đã ở tỉnh Hậu Nghĩa. Bác Hồ đã điện nói với tôi rằng, tôi phải vào miền Nam để tập hợp các lực lượng ở đó và nói chuyện với đồng bào miền Nam về vấn đề này. Tôi đi bằng xe tải vào miền Nam. Trên đường đi, đồng bào ra chào đón tôi vì họ nghĩ rằng chúng tôi đã giành chiến thắng. Đau đớn vô cùng, nhìn đồng bào miền Nam, tôi đã khóc. Vì sau đó Hoa Kỳ sẽ đến và tàn sát người dân một cách khủng khiếp. Khi vừa tới miền Nam, ngay lập tức tôi đã điện cho Bác Hồ để xin ở lại miền Nam và không trở lại miền Bắc để tôi có thể đánh thêm 10 năm nữa hoặc hơn. Đồng chí đã gây khó khăn cho tôi như thế này, đồng chí có biết không? Chu Ân Lai nói, tôi xin lỗi đồng chí, tôi đã sai. Điều đó tôi sai. Muốn nói đến sự chia cắt Việt Nam tại Geneva, sau khi Nixon rời khỏi Trung Quốc, một lần nữa ông ta, tức là Chu Ân Lai, đến Việt Nam để hỏi tôi về một số vấn đề liên quan đến cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên ngay lập tức, tôi nói với Chu Ân Lai, Nixon đã gặp các đồng chí rồi, chẳng bao lâu nữa họ, tức là Hoa Kỳ, sẽ tấn công chúng tôi thậm chí còn mạnh hơn. Tôi hoàn toàn không sợ. Cả hai, Mỹ và Trung Quốc, đã thương lượng với nhau để đánh tôi mạnh hơn. Chu Ân Lai đã không bác bỏ quan điểm này là vô căn cứ và chỉ nói rằng tôi sẽ gửi thêm súng đạn cho các đồng chí. Mỗi năm tôi đã phải đi Trung Quốc 2 lần để nói chuyện với họ, tức là lãnh đạo Trung Quốc, về các sự kiện ở miền Nam Việt Nam. Về phía Liên Xô, tôi không phải nói gì cả. Về tình hình ở miền Nam Việt Nam, tôi chỉ nói một cách chung chung. Khi giao thiệp với Trung Quốc, tôi đã phải nói rằng cả hai nước đang đánh Mỹ. Tôi đã đi một mình. Tôi phải có mặt về vấn đề này. Tôi đã đến đó và nói chuyện với họ nhiều lần bằng cách này. Mục đích chính là để xây dựng quan hệ gần gũi hơn giữa hai bên, nghĩa là Trung Quốc và Việt Nam.
Chính xác là vào thời điểm đó Trung Quốc gây áp lực với chúng ta để xa lánh Liên Xô, cấm chúng ta không được đi lại với Liên Xô. Họ đã làm rất căng. Đặng Tiểu Bình cùng với Khang Sinh đã đến và nói với tôi: "Đồng chí, tôi sẽ giúp đồng chí vài tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Đồng chí không thể nhận bất cứ thứ gì từ Liên Xô." Tôi không đồng ý điều này. Tôi nói: "Không, chúng ta phải đoàn kết và thống nhất với toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa." Năm 1963, khi Khrushchev phạm sai lầm, ngay lập tức Trung Quốc ban hành một tuyên bố 25 điểm và mời đảng chúng ta đến cho ý kiến. Anh Trường Trinh và tôi đã đi cùng với một số anh em khác. Trong cuộc thảo luận, Trung Quốc lắng nghe chúng tôi đến, hình như là điểm thứ 10, nhưng khi đến điểm không từ bỏ phe xã hội chủ nghĩa, họ đã không nghe. Đặng Tiểu Bình nói: "Tôi chịu trách nhiệm về tài liệu của chính tôi. Tôi muốn nghe ý kiến của các đồng chí, nhưng tôi không chấp nhận quan điểm này của các đồng chí." Trước khi chúng tôi ra về, Mao gặp anh Trường Trinh và tôi. Mao ngồi xuống trò chuyện với chúng tôi và cuối cùng ông ta tuyên bố: "Các đồng chí, tôi muốn nói cho các đồng chí biết điều này. Tôi sẽ là chủ tịch của 500 triệu nông dân đang thiếu đất và tôi sẽ mang một đạo quân tiến xuống khu vực Đông Nam Á." Đặng Tiểu Bình cũng ngồi ở đó nói thêm: "Chủ yếu là vì nông dân nghèo, trong tình cảnh khó khăn cùng cực." Khi chúng tôi ra ngoài, tôi nói với anh Trường Trinh: "Đó, anh thấy rồi đó. Âm mưu chiếm nước ta vào Đông Nam Á bây giờ thì đã rõ rồi. Họ dám tuyên bố điều đó như thế. Họ nghĩ chúng ta không hiểu. Đúng là không lúc nào họ không nghĩ đến đánh Việt Nam. Tôi sẽ nói với các đồng chí nhiều hơn để các đồng chí có thể thấy thêm về tầm quan trọng quân sự trong vấn đề này." Mao hỏi tôi: "Ở Lào có bao nhiêu cây số vuông đất?" Tôi trả lời: "Khoảng 200.000 cây số vuông." Mao hỏi: "Dân số của họ bao nhiêu?" Tôi trả lời: "Khoảng 3 triệu. Mao nói: "Như vậy là không nhiều. Tôi sẽ đưa dân tôi đến đó, thật mà." Mao hỏi: "Có bao nhiêu cây số vuông đất ở Thái Lan?" Tôi trả lời: "Khoảng 500.000 cây số vuông." Mao hỏi: "Có bao nhiêu người?" Tôi trả lời: "Khoảng 40 triệu. Mao nói: "Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc có 500.000 cây số vuông, nhưng có tới tận 90 triệu người. Tôi cũng sẽ đưa một số người dân của tôi tới Thái Lan." Đối với Việt Nam, họ không dám nói về việc đưa người tới theo cách này. Tuy nhiên, ông ta, Mao, nói với tôi: "Đồng chí có đúng là người của các đồng chí đã chiến đấu và đánh bại quân Nguyên?" Tôi nói: "Đúng." Ông ta hỏi: "Có phải cũng chính người của đồng chí đã đánh bại quân Thanh?" Tôi nói: "Đúng." Ông ta nói: "Và quân mình nữa phải không?" Tôi tiếp tục: "Đúng. Và cả các ông nữa. Tôi đánh các ông luôn. Các ông có biết điều đó không?" Tôi đã nói với Mao Trạch Đông như thế. Ông ta nói: Có. Ông ta muốn chiếm Lào, cả Thái Lan, cũng như muốn chiếm tất cả các nước Đông Nam Á, đưa người dân đến sống ở đó. Quan điểm đó thật là phức tạp. Tuy nhiên, không đúng để nói rằng các lãnh đạo khác của Trung Quốc hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Chu Ân Lai. Họ khác nhau nhiều thứ. Phải nói rằng người kiên quyết nhất là người có tinh thần Đại Hán và là người muốn chiếm Đông Nam Á, đó chính là Mao Trạch Đông. Tất cả các chính sách của Trung Quốc đều nằm trong tay ông ta. Điều tương tự cũng áp dụng đối với các nhà lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Sự thật của vấn đề là họ đã tấn công chúng ta. Trong quá khứ, Đặng Tiểu Bình đã làm sai hai điều mà hiện đang bị đảo lộn. Đó là khi chúng ta giành chiến thắng ở miền Nam Việt Nam, nhiều lãnh đạo Trung Quốc không hài lòng. Tuy nhiên, dù sao Đặng Tiểu Bình cũng chúc mừng chúng ta. Vì lý do này, ngay lập tức ông ta đã bị những người khác xem như là người theo chủ nghĩa xét lại. Khi tôi đi Trung Quốc lần cuối, tôi dẫn đầu phái đoàn và tôi đã gặp phái đoàn Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình đứng đầu. Khi nói về vấn đề lãnh thổ, gồm cả việc thảo luận về một số hòn đảo, tôi nói: "Hai đất nước chúng ta ở gần nhau, có một số vùng lãnh thổ của chúng ta vẫn chưa được xác định rõ ràng. Hai bên nên thành lập cơ quan để xem xét vấn đề này. Các đồng chí làm ơn đồng ý với tôi về vấn đề này." Ông ta, tức là Đặng Tiểu Bình, đồng ý. Nhưng sau khi làm như vậy, ngay lập tức ông ta bị nhóm lãnh đạo khác xem như là người theo chủ nghĩa xét lại. Nhưng bây giờ ông ta điên rồi, bởi vì ông ta muốn cho mọi người thấy rằng ông ta không phải là người theo chủ nghĩa xét lại. Cho nên ông ta đã tấn công Việt Nam mạnh hơn. Ông ta để cho họ tiếp tục tấn công Việt Nam. Sau khi đánh bại Mỹ, chúng ta giữ lại hơn 1 triệu quân. Các đồng chí lãnh đạo Liên Xô hỏi chúng tôi: "Các đồng chí định đánh với ai mà giữ lại một đội quân thường trực lớn như vậy?" Tôi nói: "Sau này các đồng chí sẽ hiểu." Lý do duy nhất chúng ta giữ quân đội thường trực như thế là vì mối đe dọa của Trung Quốc đối với Việt Nam. Nếu không có mối đe dọa như vậy, thì điều này, quân đội thường trực lớn sẽ không cần. Gần đây bị tấn công trên hai mặt trận, chúng ta có thể thấy rằng rất nguy hiểm nếu chúng ta đã không duy trì một đội quân lớn. Người đầu tiên sợ Mỹ là Mao Trạch Đông. Ông ta nói với tôi:
các ông không thể làm điều đó. Miền Nam Việt Nam phải nằm đợi trong một khoảng thời gian dài. Đợi một đời, 5 đến 10 đời, hoặc thậm chí là 20 đời kể từ bây giờ. Các ông không thể đánh Mỹ, đánh Mỹ là nguy hiểm. Mao Trạch Đông đã sợ Mỹ đến mức độ đó. Nhưng Việt Nam thì không sợ. Việt Nam đã tiếp tục chiến đấu. Nếu Việt Nam không đánh Mỹ thì miền Nam Việt Nam sẽ không được giải phóng. Một đất nước chưa được giải phóng sẽ vẫn là một đất nước lệ thuộc. Không ai có được độc lập nếu chỉ có một nửa đất nước được tự do. Không có được độc lập cho đến năm 1975, đất nước chúng ta cuối cùng có được độc lập hoàn toàn. Có độc lập, tự do sẽ đến, và tự do phải là tự do cho cả nước Việt Nam. Năm 1952, tôi rời miền Bắc sang Trung Quốc vì tôi bị bệnh và cần điều trị. Đây là lần đầu tiên tôi đi ra nước ngoài. Tôi đặt câu hỏi cho Trung Quốc và thấy nhiều điều rất lạ. Có những khu vực đã bị quân Nhật chiếm đóng. Mỗi khu có dân số khoảng 50 triệu người, nhưng không có lấy một chiến binh du kích. Khi tôi từ Trung Quốc trở về, tôi đã gặp bác Hồ. Bác hỏi tôi, đây là lần đầu tiên chú đi ra nước ngoài, phải không? Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đi ra nước ngoài. Chú đã thấy gì? Tôi thấy hai điều. Việt Nam rất dũng cảm và Trung Quốc không dũng cảm chút nào. Tôi hiểu điều này kể từ ngày đó. Chúng ta, tức là Việt Nam, hoàn toàn khác với họ. Lòng can đảm vốn có trong con người Việt Nam. Gần đây, Trung Quốc đã mang hàng trăm ngàn quân vào xâm chiếm nước ta. Hầu hết chúng ta đã sử dụng lực lượng dân quân và quân đội trong vùng để tấn công họ. Chúng ta không thể thủ và do đó họ phải lùi bước. Họ không thể quét sạch dù một trung đội Việt Nam, trong khi chúng ta đã xóa sổ vài trung đoàn và hàng chục tiểu đoàn của họ. Có được như vậy là vì chiến lược tấn công của chúng ta. Đế quốc Mỹ đã đánh với chúng ta trong một cuộc chiến kéo dài. Họ rất mạnh nhưng họ đã thua. Nhưng có một yếu tố đặc biệt, đó là những mâu thuẫn gay gắt giữa Trung Quốc và Liên Xô. Vì điều này, họ đã tấn công chúng ta mạnh như thế này. Việt Nam đã chiến đấu chống Mỹ và đã chiến đấu rất quyết liệt. Nhưng chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là một nước rất lớn, khả năng tích lũy hơn 10 triệu quân và đưa tất cả các loại vũ khí được xem là mạnh của họ để đánh chúng ta. Vì vậy, chúng ta đã phải chiến đấu trong một thời gian dài để làm cho họ giảm leo thang. Chúng ta là những người có thể làm được điều đó, Trung Quốc thì không thể. Khi quân đội Mỹ tấn công Quảng Trị, ngay lập tức Bộ Chính trị ra lệnh đưa quân đội vào chiến đấu và chúng ta không sợ. Sau đó tôi đi Trung Quốc gặp Chu Ân Lai, ông ta nói với tôi, cuộc tấn công vào Quảng Trị có lẽ là chưa từng có 102. Chỉ có một cơ hội trên đời này, không có cơ hội thứ hai. Không ai dám làm những điều các đồng chí đã làm. Chu Ân Lai là người đứng đầu Bộ Tham mưu. Ông ta dám nói, ông ta thẳng thắn hơn. Ông ta nói với tôi, nếu tôi biết trước cái cách mà các đồng chí sử dụng, chúng tôi không cần vạn lý trường chinh. Vạn lý trường chinh là gì? Vào đầu cuộc hành quân có 300.000 quân, đến cuối vạn lý trường chinh chỉ còn 30.000 quân. 270.000 người đã chết. Thực sự ngu ngốc khi thực hiện cách này. Nói như vậy để các đồng chí biết chúng ta đang đi trước họ như thế nào. Và trong tương lai không xa, nếu chúng ta chiến đấu chống lại Trung Quốc, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Hiện tại chúng ta có biên giới với một nước rất mạnh, một nước với ý đồ bành trướng mà nếu muốn được thực hiện, phải bắt đầu với một cuộc xâm lược Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải chung vai gánh vác, vai trò lịch sử khác nhau. Tuy nhiên chúng ta chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm lịch sử. Trước đây Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ của mình, và lần này Việt Nam xác định không cho phép họ bành trướng. Việt Nam giữ độc lập riêng của mình và làm như vậy cũng là để bảo vệ nền độc lập của các nước Đông Nam Á. Việt Nam kiên quyết không để Trung Quốc thực hiện âm mưu bành trướng. Trận đánh gần đây với Trung Quốc chỉ là vòng 1. Hiện họ vẫn còn chuẩn bị nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên bất kể họ chuẩn bị đến mức độ nào, Việt Nam cũng sẽ thắng. Tiến hành chiến tranh không phải là đi bộ thong thả trong rừng. Gửi 1 triệu quân vào cuộc chiến chống lại một nước ở bên ngoài liên quan đến vô số khó khăn. Gần đây họ đưa 500.000 đến 600.000 binh lính để đánh chúng ta. Nhưng họ đã không có thiết bị vận tải đầy đủ để cung cấp lương thực cho quân đội của họ. Trung Quốc hiện đang chuẩn bị 3,5 triệu quân, nhưng họ phải để lại một nửa số quân đó ở biên giới Trung Xô để ngăn chặn Liên Xô. Vì lý do đó, nếu họ đưa 1 hoặc 2 triệu quân vào để đánh chúng ta sẽ không sợ bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có 600.000 quân tham gia, và trong tương lai gần, nếu chúng ta phải đánh với 2 triệu quân, sẽ không có vấn đề gì cả. Và chúng ta không sợ. Chúng ta không sợ bởi vì chúng ta biết cách đánh. Nếu họ đưa 1 triệu quân, họ sẽ chỉ giành được một chỗ đứng ở miền Bắc. Đi xuống vùng Trung Du, vùng Đồng Bằng và Hà Nội và thậm chí xuống dưới sẽ khó khăn hơn nữa. Các đồng chí, như các đồng chí biết, bọn Hitler tấn công quyết liệt theo cách này. Nhưng khi Đức Quốc xã đến Leningrad, họ không thể vào được. Với thành phố, người dân và các công trình phòng thủ, không thể nào thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả
chống lại mỗi người và mọi người. Thậm chí đánh trong 2, 3 hoặc 4 năm, họ vẫn không thể vào. Mỗi làng ở đó, ở miền Bắc thì giống như thế. Đường lối của chúng ta là mỗi huyện là một pháo đài, mỗi tỉnh là một chiến trường. Chúng ta sẽ chiến đấu và họ sẽ không thể nào vào được cả. Tuy nhiên không bao giờ là đủ khi chỉ đánh kẻ thù ở tiền tuyến. Phải có một đội quân hậu tập trực tiếp mạnh mẽ. Sau trận đánh gần đây kết thúc, chúng tôi đánh giá rằng trong tương lai không xa, chúng ta phải đưa thêm vài triệu người đến mặt trận phía Bắc. Nhưng kẻ thù đến từ phía Bắc, hậu phương trực tiếp cho cả nước phải là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hậu phương trực tiếp bảo vệ thủ đô phải là Thanh Hóa và Nghệ Tĩnh. Chúng ta có đủ người, chúng ta có thể đánh chúng bằng nhiều cách. Khi phải chiến đấu chống Mỹ, anh em chúng ta trong Bộ Chính trị đã thảo luận với nhau về vấn đề này. Cân nhắc liệu chúng ta có dám đánh Mỹ hay không, tất cả đều đồng ý đánh. Bộ Chính trị đã bày tỏ quyết tâm. Để chiến đấu chống Mỹ, chúng ta không sợ Mỹ. Tất cả đều đồng tâm. Khi tất cả đã đồng ý đánh Mỹ, không sợ Mỹ, chúng ta cũng không sợ Liên Xô. Tất cả đều đồng ý, chúng ta cũng không sợ Trung Quốc. Tất cả đều đồng ý. Nếu chúng ta không sợ ba điều này, chúng ta có thể đánh Mỹ. Đó là cách chúng tôi đã thực hiện trong Bộ Chính trị hồi đó. Mặc dù Bộ Chính trị đã gặp và tổ chức các buổi thảo luận như thế và mọi người đồng lòng, sau này một người đã nói với một đồng chí điều mà tôi đã nói. Đồng chí đó đặt câu hỏi cho Bộ Chính trị, hỏi lý do gì mà anh ba một lần nữa lại nói rằng nếu chúng ta muốn đánh Mỹ thì chúng ta không nên sợ Trung Quốc. Lúc đó anh Nguyễn Chí Thành, người đã bị nghi là có cảm tình với Trung Quốc, đứng lên và nói: Kính thưa Bộ Chính trị và kính thưa Bác Hồ, lời phát biểu của anh ba là đúng, phải nói như thế. Y nói không cần phải sợ Trung Quốc, vì họ, Trung Quốc, gây rắc rối cho chúng ta nhiều điều. Họ chặn chúng ta ở chỗ này, rồi họ trói tay chúng ta ở chỗ kia. Họ không cho chúng ta đánh. Hiện nay trên vai quân đội của chúng ta đang gánh vác một nhiệm vụ lịch sử, bảo vệ độc lập và tự do của chúng ta. Trong khi cùng lúc bảo vệ hòa bình và độc lập trên toàn thế giới, nếu chính sách bành trướng của bè lũ phản động Trung Quốc không thể thực hiện được nữa, sẽ là lợi ích của cả thế giới. Việt Nam có thể làm điều này. Việt Nam có 50 triệu người rồi. Việt Nam có những người bạn Lào và Campuchia và có địa thế vững chắc. Việt Nam có phe xã hội chủ nghĩa và tất cả nhân loại đứng về phía ta. Rõ ràng là chúng ta có thể làm điều này. Hôm nay tôi cũng muốn các đồng chí biết rằng trong thế giới này, người đã bảo vệ Trung Quốc là chính tôi. Đó là sự thật. Tại sao vậy? Bởi vì trong hội nghị tháng 6 năm 1960 tại Bucharest, 60 đảng đứng lên chống lại Trung Quốc, nhưng chỉ có mình tôi lại là người bảo vệ Trung Quốc. Việt Nam chúng ta là thế. Tôi sẽ tiếp tục lặp lại điều này. Tuy họ cư xử tồi tệ, chúng ta biết rằng người của họ là bạn của chúng ta. Về phía chúng ta cũng không cảm thấy xấu hổ với Trung Quốc. Tuy nhiên âm mưu của một số lãnh đạo Trung Quốc là một vấn đề khác. Chúng ta coi họ chỉ là một bè lũ. Chúng ta không nói tới đất nước họ. Chúng ta không nói người dân Trung Quốc xấu với chúng ta. Chúng ta nói bè lũ phản động Bắc Kinh. Tôi nói lại điều này một lần nữa, một cách nghiêm túc như vậy. Anh em thân mến, qua bài phát biểu trên, chúng ta có thể phần nào hiểu được tầm nhìn trăm năm có một của Tổng Bí thư Lê Duẩn về những âm mưu thâm độc của Trung Quốc và cả chiến lược đại tài của Bác Duẩn trong suốt những năm tháng kháng chiến. Bên cạnh đó còn là tinh thần chơi đẹp bảo vệ Trung Quốc khi họ bị các đảng cộng sản khác cô lập. Điều này chúng tôi đánh giá rất cao và rất hiếm vị lãnh đạo nào có thể làm được. Anh em nghĩ sao về bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn về bè lũ bành trướng Bắc Kinh? Hãy comment bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Và video của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.